Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bền Vững. Thì hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2022, thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn và xài các quả lọc thu mua tại vườn nha. Thì hiện tại thì em mình sẽ mua xài Đài Loan và các quả lọc luôn. Thì mình xin báo giá xài các quả lọc trước nha các bạn. Mua xô tại vườn 3 trái 1 ký, giá dao động từ 45 cho tới 55 ngàn. Đó là giá từ 45 tới 55 ngàn nha các bạn. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán xài các quả lọc thì cứ alo trực tiếp số của em mình đó. Thì hiện tại nó mua Đài Loan với các quả lọc luôn. Còn riêng về xài Đài Loan là vàng nhất là 22 ngàn, vàng nhì 6 ngàn, xài xanh, xanh nhất 12 và xanh nhì 5. Thì đó là giá xài Đài Loan thu mua tại vườn. Thì số điện thoại của em mình ghim trên góc trái màn hình nha. Thì bà con nhà vườn nào cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp. Giá cả thì mình cũng đã báo công khai rồi. Nói chung lựa cũng rất dễ các bạn. Thì cũng rất là nhiều nhà vườn mua bán bên kênh mình rồi nha. Thì mình xin nhắc lại, giá xài Đài Loan là xài vàng nhất 22, vàng nhì 6, xài xanh, xanh nhất 12 và xanh nhì là 5. Còn riêng về xài các quả lọc là xài mua 3 trái 1 ký, giá từ 45 cho tới 55 ngàn. Thu mua tại vườn nha các bạn. Thì video mình cũng cập nhật ngắn gọn tại đây thôi các bạn ơi. Sáng cũng tranh thủ lên cập nhật giá sớm cho các bạn nắm rồi mới đi làm nha. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì những anh em nhà vườn nào mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Nhớ để lại bình luận phía bên dưới nha. Thôi xin chào, tạm biệt các bạn.